giúp cho vợ một cái đồ gì đây cũng được. Ừ. Ở nhà hết gạo ăn rồi. Có, dạ con có. À, có. Giúp cho một cái đi. Dạ không được, không có. Không có bán hả? Dạ, không có bán. Cụ ơi, nhà hết gạo hả cụ? Dạ. Nhà cụ ở đâu? Nhà cụ ở chỗ nào? Cụ ở chỗ nào? Gạo ăn rồi. Dạ, nhưng mà nhà cụ ở đâu? Ờ. Nhà cụ chỗ nào? 51A Trần Bình Trọng đó nè. 51A Trần Bình Trọng. Vâng. Rồi, để tí con sư con lấy cho một gói đem qua đó. Cụ về nhà đi, tí con đem qua nhà cho. Dạ, cái này cho. Hết gạo ăn mà đi từ sáng giờ tìm không đâu được. Dạ. Bây giờ ông về nhà đi, tí rồi tụi con đem qua nhà cho con có. Không cho. Dạ. Tí nữa đưa gạo đến hay đưa. Dạ, đưa gạo đến. 51A Trần Bình Trọng. 51A Trần Bình Trọng. Dạ. Nhà ông Lân. Nhà ông Lân. Dạ rồi, tí nữa đem qua. Dạ, cụ về đi rồi tí con cầm qua cho. Vâng. Thấy giúp cho đi nha. Rồi, 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 rồi. Yeah. À, hai ông bà già thôi, bố con nó đi làm, còn con trai thì lại bộ đội. Dạ. Yeah. Yeah. Nhà bà thì lại ốm nặng, ông phải nuôi bà. Rồi tí con đem qua 5 kg cho bà, cho cụ. Vâng vâng. Dạ. Yeah. 51A Trần Bình Trọng. Vâng. Nhà cụ Lân. 51A Trần Bình Trọng. Nhà cụ Lân. Dạ. Yeah. Con nhớ rồi, con nhớ rồi. Tí con qua, cụ giờ cụ cứ về nhà đi. Dạ. Đường Trần Bình Trọng ở chỗ này mà. Dạ, 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 dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Dạ.